Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Phát hiện chấn động về những biệt độ sắc thủ bí mật và cách đối phó với phe chống đối của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng và Hun Sen. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, những câu chuyện mang tính thăm cung bí sử của Tập Cận Bình cũng như dàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đặc biệt là ông nguyễn phú trọng và thủ tướng hun sen của campuchia tiếp tục bị gò gỉ trên mạng bằng nhiều hình thức khác nhau những thông tin trên đã phơi bày trần trụi những bí mật mà những nhà lãnh đạo chuyên chế độc tài thường cố tình che giấu trong khi tập cận bình bị cho là đã sử dụng một biệt đội tra tấn khét tiếng chuyên giam bí mật những người chống đối và các đối thủ chính trị trong các container hàng và tra tấn họ để moi thông tin về các mạng lưới nổi dậy và thủ tiêu sau đó thì tại việt nam nguyễn phú trọng được biết đến khi cho thành lập duy trì một biệt độ sát thủ toàn nữ với các mục đích tương tự nhằm để tránh sự chú ý và đánh lạc hướng đi luận còn tại nước láng giềng campuchia thì thủ tướng hun sen cũng tỏ ra gian ác không kém cạnh các đàn anh của mình khi cho xây dựng một hầm nuôi cá sấu khác tiếng nhằm đưa những quan chức tướng lãnh phe phái đối lập làm mồi ngon cho loài cá hung dữ và háo đói này mà không cần thông qua tòa án hay bất kỳ bộ máy tư pháp nào thế mới biết từ cổ chí kim không có một kẻ lãnh đạo độc tài chuyên chế nào được khen ngợi là người văn minh nhân đạo và tử tế diễn biến của những sự kiện đang gây chấn động dư luận này ra sao tất cả đều sẽ được giải mã trong chương trình thời sự đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, mấy ngày qua những thông tin mật gò gỉ kiểu như trên đã khiến cho các nhà lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia vô cùng tức giận và cay cú. Họ cho đây là thuyết âm mưu dối trá nhằm bôi nhọ, vu khống, không có cơ sở và bằng chứng của những thế lực thù địch nhưng theo các bằng chứng mà chúng tôi có được từ hãng tin cnn thông qua các nguồn tin mật bị gò gỉ cho thấy từ lâu để bảo vệ cho địa vị quyền lực của mình trước các mối đe dọa tập cận bình ngoài lực lượng mật vụ an ninh dày đặc ông ta còn cho xây dựng một hệ thống trấn áp có tổ chức với những biện pháp kể cả, cả việc dí điện vào bộ phận sinh dục của các nghi phạm giam giữ họ hàng tuần trong cái nóng nung người ở trong các container và chỉ cho uống và ngụm nước, dùng dây điện quất họ trong khi trói chặt tay họ. Các biệt đội này sau đó được cho là đã vứt xác các nạn nhân vào các mộ vô danh trong một chiến dịch hồng đập tan làn sóng nổi dậy chống ông ta và chế độ, cũng như của các thế lực chống đối trong nội bộ đảng. Đã có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân cho chính sách này. Đó là một phần của một chiến dịch có toàn tính. Theo một lãnh đạo của phe nổi dậy ở Tân Cương, Tập Cận Bình muốn uy hiếp người dân cũng như các quan chức, tướng lãnh quân đội vì nếu ai nghĩ đến việc theo phe nổi dậy, người đó sẽ phải thay đổi ý định. Những gì mà lực lượng bí mật này của Tập Cận Bình hành xử trong những ngày hỗn loạn khi người Tân Cương tây tạng nổi loạn thời gian qua cũng được chứng minh rất rõ ràng hàng chục thi thể bị bỏ lại trên đường phố với nhiều nhân chứng mô tả các tù nhân bị thảm sát hàng nghìn người nữa thiệt mạng trong trận chiến với quân đội trung quốc nhưng những mô tả từ các thông tin mật đã vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác và thậm chí tàn bạo hơn theo một số cách nhiều tháng trước khi người tân cương nổi dậy ông tập cận bình được cho là đã điều hành một hệ thống tra tấn tách biệt khỏi quân đội và cảnh sát được tổ chức chặt chẽ đến mức các đơn vị có cơ cấu chỉ huy và chế độ riêng trên một bức tường ở công trường xây dựng ngay bên ngoài thủ phủ tân cương là một trong những đơn vị biệt danh nhóm tự thần khét tiếng về sự tàn bạo các chiến dịch trấn áp vẫn được tiến hành khi có lệnh một người tân cương may mắn sống sót và trốn được đến hoa kỳ trên một con tàu thương mại của Canada, cho biết anh ta từng bị bắt vì tham gia biểu tình phản đối Tập Cận Bình. Anh ta sau đó được đưa tới một công trường xây dựng gần thủ phủ Tân Cương. Một công ty đa quốc gia xây dựng công trình này đã bỏ đi và nơi đây được coi là địa bàn của nhóm tự thần trúc dữ. Tại đây, anh ta bị tống vào một container chở hàng dài chừng 12 mét. Còn có 9 người khác nữa ở trong container này và có nhiều người khác trong container bên cạnh cứ vài ngày một lần các bảo vệ đưa ông ra ngoài và dẫn tới một dãy nhà một tầng trước đó dành cho các công nhân xây dựng anh ta được đưa vào một căn phòng và nhóm tử thần thay viên tra tấn tấn công anh ép anh phải nhận tội tổ chức cuộc biểu tình mà ông tham gia anh ta đã lột áo ra phô những vết sẹo chằng chịt thằng sau trên lưng vì bị đánh bằng dùi cui và dây điện trước khi phóng viên CNN phỏng vấn. Ở một phòng khác, với một cột dàn giáo bằng sắt, anh ta tiếp tục kể lại cảnh tay mình bị trói quanh đầu gối, bị treo lên cột và bị đánh liên tiếp. Họ túm lấy râu tôi và đánh tôi. Sau đó, họ dùng bán súng đập tôi. Họ cũng dí điện vào tôi, anh kể. Công trường xây dựng này vương đầy những quân trang màu xanh bị vứt lại và các dây nhựa dẻo dùng để trói tay tù nhân. Gãi rác xung quanh tòa nhà, nơi cảnh tra tấn diễn ra là những hóa đơn mua nhiên liệu gửi cho đơn vị này và các mẫu in ghi lại các loại vũ khí và đạn dược được phân phát cho các thành viên đơn vị. Một đoạn video gò rỉ cũng cho thấy cảnh bên trong một container ở một địa điểm khác nơi anh ta bị giam. Sáu người trong trang phục thường dân ngồi hoặc nằm trên sàn nhà họ bị bịt mắt và trói tay chân. Trong đoạn băng, một nam giới mặc quân phục màu xanh tiến tới một trong số các tù nhân tựa lưng vào thành container và đá túi bụi vào ngực. Camera sau đó chuyển sang tù nhân khác đang bị đánh bằng dây điện. Tiếp đó, một người khác mặc quân phục đang dẫm lên lưng một tù nhân khác khiến người này kêu lên đau đớn. Cảnh tượng trong một phòng ở cuối một hành lang dài tại một bệnh viện là bằng chứng rõ ràng hơn nữa về chiến dịch tra tấn của ông Tập Cận Bình. 15 thi thể nằm trên sàn, được quấn trong bạc với mỗi con số được ghiêm vào một người. Không có nhà xác trong bệnh viện và căn phòng này chỉ có một máy điều hòa nhiệt độ. Mùi thịt lan tỏa trong không khí. Để tiếp cận được những xác này, các bảo vệ bệnh viện phải đeo ba khẩu trang phẫu thuật chồng lên nhau và vẫy gụ vào để tránh mùi thối Khi kết thúc cuộc phỏng vấn người đàn ông này không thể hiện một cảm xúc nào nữa Nhưng đôi mắt ông đậm nước khi nghĩ về những người đã không sống nổi để ra khỏi nơi này Trong một diễn biến khác cũng theo CNN Nguyễn Phú Trọng từ lâu cũng đã âm thầm cho xây dựng một biệt đội sát thủ toàn là nữ trong riêng mình nhằm đánh lạc hướng và gây bất ngờ cho những nạn nhân mà ông ta đã nhắm tới. Ngoài khả năng ám sát, các nữ sát thủ trên còn có thể sử dụng sắc đẹp của mình để khiến đối phương mất cảnh giác và sụp bẫy. Các nữ sát thủ trên được cho là bị tẩy não hoàn toàn khi trở thành những sát thủ máu lạnh, không cảm xúc, chỉ biết phục tùng tuân lệnh cấp trên. Đặc biệt, các cô gái này được cho là ăn mặc áo quần theo kiểu riêng và hàng ngày chăm lo luyện tập võ nghệ. Việc tuyến mộ và huấn luyện được tổ chức hết sức bí mật. Nơi huấn luyện các nữ sát thủ này được cho là rất vắng vẻ vào ban đêm. Hai bên đường là không có nhà cửa của dân chúng. Cũng theo nguồn tin trên, biệt đội nữ sát thủ này bao gồm khoảng 50 người. Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Đinh Thế Huynh, cùng một số quan chức Trung Quốc và cả Campuchia, cùng nhiều nhân vật khác được cho là từng trở thành nạn nhân khi có dính líu đến các nữ sát thủ xinh đẹp này. Trong khi đó, tại Campuchia, thầy thủ tướng Hun Sen cũng tỏ ra gian ác không kém cạnh các đàn anh của mình khi cho xây dựng một hầm nuôi cá sấu nhằm đưa những quan chức, tướng lãnh, phe phái đối lập đi bắn muối làm mồi ngon cho loài cá hung dữ này mà không cần thông qua tòa án hay bất kỳ bộ máy tư pháp nào. Thực hư những câu chuyện đầy kịch tính này ra sao về diễn biến của sự kiện này như thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm chứng và cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Trong diễn biến liên quan đến tình hình Myanmar, bà Suji được ân xá khỏi 5 tội danh hình sự. Chính quyền quân đội Myanmar ngày 1 tháng 8 đã công bố lệnh ân xá cho bà Aung San Suu Kyi trong 5 tội danh, nhưng bà vẫn sẽ bị quản thúc tại gia. Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin bà Suu Kyi đã được ân xá cho 5 trong số 19 tội danh mà bà đã bị kết án với án tù tổng cộng 33 năm. Ông Zhao Min Tun, phát ngôn viên chính quyền quân sự, nói với cơ quan truyền thông Eleven rằng việc ân xá đồng nghĩa với việc giảm án tù 6 năm cho bà Suji. Theo nguồn tin, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar đã quyết định ân xá cho bà Suji. Theo truyền thông Myanmar, bà vẫn đang đối mặt với 14 tội danh khác và vẫn sẽ bị quản thúc tại gia Bà Suzy bị kết án 33 năm tù giam vì một loạt tội danh bao gồm tham nhũng, sở hữu máy bộ đàm trái phép và vi phạm các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 trong phiên tòa hồi tháng 2 năm 2021. Bà Suzy, 78 tuổi, phủ nhận tất cả các cáo buộc và đang kháng cáo. Hồi tuần trước, các nguồn tin chính thức cho biết bà Suzy đã được chuyển từ trại giam sang một khu tổ hợp cấp cao của chính phủ. Là một phần trong lệnh ân xá đối với hơn 7.000 tù nhân nhân dịp lễ tôn giáo lần này. Ngoài bà Suji, cựu tổng thống Win Mijin, người cũng bị bắt cùng lúc với Suji sau cuộc đảo chính năm 2021 cũng được ân xá. Ông Win Jin từng bị kết án 8 tội danh với tổng cộng 12 năm tù. Lần này, việc cựu tổng thống này sẽ được giảm 4 năm tù nhưng vẫn bị giam. Trong một diễn biến tiếp theo, Bilaret tung bằng chứng trực thăng quân sự không phận, xâm phạm không phận Ba Lan. Phía Min cung cấp bằng chứng cho Warsaw để bác cáo buộc trước đó rằng trực thăng Bilaret xâm phạm không phận Ba Lan. Bộ Quốc phòng Bilaret ngày 2 tháng 8 cho hay đã gửi thông tin chi tiết tới Ba Lan nhằm bác cáo buộc hai trực thăng của Min đã băng qua biên giới giữa hai nước. Minsk đã chuẩn bị và chuyển cho phía Ba Lan dữ liệu chi tiết về hoạt động kiểm soát các chuyến bay của cả Belarus và Ba Lan vào ngày 1 tháng 8. Dữ liệu xác nhận không có bất kỳ căn cứ nào để buộc tội Belarus xâm phạm biên giới Ba Lan, thông báo viết. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, các trực thăng Mi-24 và Mi-28 đã bay ở độ cao 150-200m đến 200m và đường bay của chúng không tiến đến gần biên giới quá 1.900m. Belarus cho biết vào cùng ngày, một máy bay trực thăng MI-2 của Ba Lan đã bay đến khu vực cách biên giới Belarus 200m. Belarus cung cấp dữ liệu giám sát từ các trạm radar làm bằng chứng. Các phi công trực thăng Belarus đã liên lạc thường xuyên với lực lượng không quân Ba Lan khi thực hiện các chuyến bay và không nhận được thiếu nại nào vào thời điểm đó. Vào chiều 1 tháng 8, chính phủ Ba Lan đã triệu tập đại biện lâm thời Belarus tại qua sau để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về yêu cầu ông giải thích ngay lập tức và chi tiết về cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan. Minsk bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh họ không vi phạm không phận Ba Lan. Ba Lan chưa cung cấp bằng chứng, giải thích rằng họ không có dữ liệu radar vì các trực thăng Belarus bay ở tầm rất thấp. Ba Lan gần đây đã tuyên bố tăng quy mô quân đội từ 170.000 lên 300.000 viện dẫn việc nhóm quân sự tư nhân Wagner đã chuyển sang Belarus sau cuộc nổi loạn bất thành vào cuối tháng 6. Thủ tướng Ba Lan Mastel Mogawiski tuần trước nói rằng khoảng 100 thành viên Wagner đã xuất hiện gần biên giới giữa hai nước và cảnh báo mối đe dọa từ diễn biến này. Trong một diễn biến tiếp theo, Brazil lo ngại khi hàng chục nước muốn gia nhập BRICS. Brazil lo ngại sự mở rộng nhanh chóng của khối này sẽ gây bất ổn cho tổ chức và làm giảm vai trò của các quốc gia thành viên. Sự mở rộng có thể biến BRICS thành một nhóm khác, lập trường của Brazil liên quan đến sự gắn kết của nhóm và bảo tồn không gian của chúng tôi trong một nhóm các quốc gia quan trọng, một quan chức giấu tên của Brazil cho biết hôm 2 tháng 8. BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP của thế giới. BRICS đang phát triển các giải pháp thay thế cho các tổ chức tài chính quốc tế hiện nay, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Hàng chục quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Ông Anil Sudhakar, nhà ngoại giao Nam Phi, phụ trách mối quan hệ với khối này và các nước châu Á họ tháng 7 cho biết 22 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập khối, trong khi một số lượng tương đương các quốc gia khác đã đề cập một cách không chính thức về việc trở thành thành viên của khối. Các nước thành viên BRICS đang thảo luận về những tiêu chí chính thức để kết nạp các ứng viên mới. Họ kỳ vọng có thể đi đến thống nhất về vấn đề này trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các nhà lãnh đạo BRICS tại Johannesburg, Nam Phi vào ngày 20 đến ngày 22 tháng 8. Trong một diễn biến tiếp theo, đảng Phêu Thai đề cử tài phiệt bất động sản làm ứng viên Thủ tướng Thái Lan. Đảng Phêu Thai công bố ứng cử viên cho ghế Thủ tướng Thái Lan trong một nỗ lực nhằm thành lập chính phủ sau khi đảng này gạt đảng tiến bước ra khỏi liên minh. Goster đưa tin, Thai ngày 2 tháng 8 tuyên bố sẽ đề cử tài phiệt bất động sản Zeta Thavisin làm ứng viên trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan, dự kiến diễn ra ngày 4 tháng 8. Phil Thai đang nỗ lực lập ra chính phủ mới sau khi loại đảng tiến bước khỏi liên minh tám bên. Quốc gia Đông Nam Á đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hôm 14 tháng 5. Sau khi đảng tiến bước thắng nhiều ghế nhất trong quốc hội và theo sau là Phil Thai, Tuy nhiên, dù lập ra liên minh với bảy đảng, gồm cả phơ thai, đảng tiến bước vẫn không thể lập ra được chính phủ do vấp phải sự phản đối của một nhóm nghị sĩ phe bảo thủ ở Thượng viện. Theo Hiến pháp Thái Lan, ứng viên thủ tướng phải nhận được đủ số phiếu ở Hạ viện và Thượng viện rồi mới có thể lập ra chính phủ. Thai đã ủng hộ tiến bước bằng hết khả năng của chúng tôi. Lãnh đạo Phêu Thai, Giscae giải thích với báo chí về quyết định gạt tiếng bước ra khỏi liên minh và dẫn đầu nỗ lực thành lập chính phủ mới. Gansiman một nhà lập pháp đảng tiến bước, nói với các phóng viên rằng ông bị sốc trước quyết định của phiêu thai. Ứng cử viên thủ tướng của phiêu thai, có rất ít kinh nghiệm chính trị. Ông là người đồng sáng lập Sansigi, một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Thái Lan. Ông John Lanan cho biết Phil Thai ngày 3 tháng 8 sẽ công bố các thành viên của liên minh mới trong nỗ lực lập ra chính phủ trong thời gian tới.